nay mình đi đi bộ ở cái đại lộ Champs-Élysées, là cái nơi mua sắm hàng đầu của Paris nha các bạn. Đây là Lido de France, những nhãn hiệu nổi tiếng là nó nằm ở trên này hết. Bên kia đường là nhãn hiệu Louis Vuitton, nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới nằm ngay đây. Các bạn, hôm nay mình đi bộ trên cái đại lộ Champs-Élysées, cái đại lộ sầm uất và cửa hàng thời trang, tất cả có các nhãn hiệu thời trang trên thế giới đều có đây. Bây giờ mình đi nha. Em có chụp hình ở đây trái không? Cái ga metro trước cửa hàng Louis Vuitton thật là tiện lợi. Mình đã đi xuống ngay metro hầm ở chỗ nơi mình ở. Và khi mà cái điểm kết thúc ở đây thì mình vừa lên cái đường hầm lên phố thì đã ngay cái cửa hàng Louis Vuitton. Thật là hệ thống giao thông ở Paris rất là thuận tiện. Các bạn thấy ở trên đường xe chạy và người đi như vậy đó. Nhưng mà ở dưới đó, toàn bộ ở dưới là chằng chịt những cái đường xe metro đi. Ở đây nè, cái chỗ lên nè, nó lên cái điểm đến ngay đây là ngay cái tiệm Louis Vuitton. Mình đã có vô đây để quay nhưng mà cái nhân viên an ninh không cho quay. Mình có hỏi tại sao thì người ta nói rằng là những người đi mua sắm ở đây có những người nổi tiếng mà người ta không muốn người ta xuất hiện trên một cái phim nào á, vì lý do cá nhân riêng tư thành ra người ta không cho quay. Hàng ở trên cái tiệm Louis Vuitton thì nó bán những cái túi xách Louis Vuitton không có nhiều, nó bán không phải như mấy cửa hàng khác, mỗi loại mỗi bộ đồ đó 2-3 loại thôi và không còn sản xuất nữa, thành ra nó bán rất là mắc. Muốn kiếm cái thứ hai cũng không có, mà kiểu rất là đa dạng. Mình đã đi xem rất là nhiều kiểu rồi, nhiều cửa hàng của Louis Vuitton mà chỉ có ở đây là kiểu dáng rất là đa dạng. Mình không thể ngờ nó có những cái game nó phối màu rất là độc đáo giữa đỏ và đen. Và cái giá một cái túi đeo trực bụng như thôi, nhỏ nhỏ khoảng chừng 2 tấc bề ngang, thì trung bình cái giá của nó là $3,600. Mình đi vào cái tiệm đó mình mua thì mình thấy có một cặp ông đó là ông hoàng của Ả Rập siêu đi. Ông vô ông mua một cái vali, một bộ vali còn có 3 cái, cái lớn, cái vừa và cái carry-on, như là cái sách lên máy bay đó. Thì ông trả, thấy là mình thấy cái máy tính tiền mà nó hiện lên trên đó là 23.450 euro. Và có những người tài tử nổi tiếng mà mình không có tiện kể lên ra đây, mình gặp 2 người trong đó. Như vậy là cái nơi đó là những nơi mua sắm của rất nhiều người nổi tiếng. Hàng chi nhân viên an ninh người ta không cho mình quay. Hầu như các cửa hàng thời trang nổi tiếng ở đây đều như vậy đó các bạn. Mình cũng có bị từ chối một cửa hàng khác nữa, thành ra mình biết cái luật ở đây rồi, chỉ quay bên ngoài thôi. Ở đây là cái cửa hàng nổi tiếng là Cartier, cái nhãn hàng nổi tiếng đó. Bạn thấy đó, trước mặt là cái Cartier đó. Ở trong đó những cái túi xách, những phụ kiện của nó, mình đã vô là mình nhìn thấy không có cái nào dưới 800 euro. Không có nào dưới 800 hết. Thậm chí có nhiều cái nó mắc đến độ mà mình không tưởng nổi. Mình chỉ có những người chuyên gia, đại gia cao cấp thì người ta mới tới đây người ta mua thôi. Cái người thường kén cũng nhắc nổi.
cửa hàng khác mình thấy ít, thì nó cũng có hàng của tất cả nhãn hiệu nằm trên cái phố Saint-Élysée này, nhưng mà thứ nhất là cái kiểu không giống, nó xấu hơn rất là nhiều, không có độc đáo. Cái thứ hai nữa, đồ nó làm nó bán ở đây là những cái đồ đặc biệt không, không có nơi nào khác bán, thành ra bởi vậy nó mới bán được. Trước mặt bạn là cái khảng hoàng môn ngôi sao đó, nơi mà diệt binh hay là tất cả lễ lộc gì lớn của nước Pháp diễn ra tại đó. Nó còn thấy cửa đường khảng hoàng môn gặp được thủy ôn đi bộ trên cái phố này. Cái phố này nó thực sự nó dài khoảng chừng 5 cây số mà không thấy mệt. Nó có hai nguyên do. Thứ nhất là cái thời tiết của Paris nó quá tuyệt, nó lạnh nhưng mà lại không có khô, thành ra nó không làm cho người mình mất nước, mình đi rất là nhẹ, rất là thoải mái. Cái thứ hai nữa là mình lo mình mãi mê ngắm cái này ngắm cái kia, mình không thấy mệt. Tất cả những cái gì ở đây nó đều gây cho mình cái ngạc nhiên đó. Thật là ngạc nhiên, đáng xem. Trời hôm nay thì nó cũng có mây mù, thỉnh thoảng nó có vài hạt mưa, nhưng mà những người đi ở đây thì người ta tiếc cái gì, người ta phải đi thôi, cũng không đến nỗi nào ráng đi. Ở đường bên hông này nè, có những cái đường đâm ngang đó, trước cái mặt nhãn hiệu Montblanc là cái nhãn hiệu mà bán tiết giống như Vuitton Patek vậy, nổi tiếng thế giới đó, rất là đắt, cũng mấy ngàn euro một cặp đó. Nó có những cái đường giống như xương cá vậy đó, nó đâm vô cái đại lộ Saint-Élysée này nè. Thì những cái đường xương cá đó nó cũng có rất là nhiều cái cửa hiệu, rất là nhiều nhà hàng nổi tiếng. Và có một cái đường khi mà mình đi trên cái đại lộ này, mình nhìn phía tay phải, cái nhìn cái đường đó là thấy cái nhà thờ Đức Bà Paris luôn, rất là thuận tiện, nó tập trung tất cả ở cái khâu này. Ở đây tôi thấy có một cái quán bán pizza. Bên Mỹ thì nó cũng có cái hiệu Five Guys, chẳng hiểu Five Guys nó cũng có bên Mỹ nhưng mà qua đây nó cũng có ở nó bán. Nhưng mà tôi có vô thì cái cung cách phục vụ nó đúng là phục vụ theo kiểu Tây, cái thực đơn nó cũng thay đổi. Cái một cái combo của mình, món ăn và món thức uống kèm theo đó thì nó làm ít lắm, chứ không phải nhiều như bên Mỹ. Người Pháp á, người ta bán thức ăn cái dĩa gì nó cũng ít chút xíu mà, không có nhiều. Nhưng mà mình thấy là nó cũng rất là hợp lý rồi, bởi vì cái sức ăn mình tới đó là nó vừa đủ ngon rồi. Nếu mà mình cố quá, mình ráng mình ăn cho hết thì nó hết ngon rồi, và lúc đó là nó mệt nữa. Thành ra người Pháp á, bên Pháp này người ta bán xong ăn xong hết rồi mà vẫn còn thấy hơi một chút thèm thèm thì nó rất là ngon. Hai bên đường đó có những cái quán xá, những cái túp lều cà phê như vậy đó, như vậy cái nhà hàng bên tay trái, rồi cái phía bên tay phải nó có cái kiosk, thì cái kiosk đó cũng của là nhà hàng, thì có thể là mình ngồi trong hoặc là mình ngồi ngoài kiosk tầm mình kêu thì nó sẽ bưng ra cho mình. Còn bộ Paris các bạn thấy trong phim nó có một cái màu xám rất là lạ, mình không hiểu tại sao. Nó cũng có màu đỏ, màu vàng nữa, nhưng mà nhìn chung nguyên một cái bức tranh nó các bạn cái màu xám, cái sắc xám nó nặng hơn. Không biết là khí hậu hoặc là cái màu sắc nó
sơn nó mấy cái tòa nhà đó, nó làm cho mình có cảm giác là nó màu xám, lúc nào nó cũng có màu xám như vậy hết á. Thành ra mà khi mà đi Paris đó, đó các bạn nhìn thấy không, muốn đi Paris mà chụp hình đẹp đó, thì các bạn phải mặc những cái màu đỏ, những cái màu tương phản, vàng thiệt vàng và đỏ thiệt đỏ thì nó mới nổi. Chứ nếu như ở đây mà các bạn mặc cái đồ đen hay đồ xám nó chìm, nó giống như ba cái cô đi đó, cái cô ở giữa mặc đồ xám thì nó chìm. Mà thỉnh thoảng trong hình mà mình thấy có một cái ai mà mặc áo cái vàng hay là đỏ gì là nó nổi lắm đó. Cái đó là cái kinh nghiệm phố Paris, nó giống như bên London. Bên London thì sương mù thì nó cũng có mờ mờ ảo ảo vậy đó. Bên Pháp thì không có sương mù, tỉnh thoảng chút xíu. Cái phố này ít nhất cũng phải mua một phố. Đó là một cái việc thứ nhất, là cái kỷ niệm không có dễ cầu gì. Đây số từ những người. Cái thứ hai nữa đó, mình đi Paris vào cái thời điểm này là tháng 5, thành ra cái nhiệt độ nó cũng không có thấp lắm, lạnh buổi sáng sớm thì lạnh. Mình cũng phải mặc cái áo ấm vô, bởi vì mình đi một hồi thì nó sẽ thấm. Và cái không khí đó từ 12 giờ cho đến 3 giờ chiều đó là lúc đó là ấm nhất, nhưng mà sau 3 giờ đó là bắt đầu có một cái màn sương nhỏ nhẹ thôi, và là bắt đầu nó xuống, mình cảm giác nó lạnh giống như cái mưa bụi vậy đó, nhưng mà không có rõ hột như mưa bụi. Mình cảm thấy ướt, mình mặc cái áo khoác, mình đi một hồi mình lấy tay mình phủi cái vai đó thì bắt đầu có nước ở trên đó đó, bởi vậy nó lạnh hồi nào mà mình không hay đó. Thành ra những người nào mà đi Paris lần đầu, hoặc là những người có đi Paris rồi nhưng mà sức khỏe nó không được tốt lắm đó, thì mang theo áo ấm. Thấy nó nóng vậy đó, không cần mặc, nhưng mà đi một hồi nó sẽ lạnh. Đây từ xa đã mình đã nghe được cái tiếng của cái dàn nhạc rồi, không biết chuyện gì xảy ra, để mình chút xíu là mình coi nha. Nghe tiếng dàn nhạc của quân nhạc á, các bạn thấy cái đại lộ đó, chính giữa là cái cải hoàng hôn đẹp tuyệt vời luôn. Hai bên là những cửa hàng thời trang nổi tiếng, những nhãn hiệu nổi tiếng đầy hết ở đây. Trên tất cả nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới đều tập trung về đây hết. Mà khi người ta cửa hàng ở đây đó, người ta bán những cái mặt hàng mình nói theo cái từ bình dân đó là không có đụng hàng, kiểu rất là lạ. Mình đã đi xem nhiều cái túi sách ở những nơi khác, kể cả bên nước Mỹ này, những cái cửa hàng bán túi sách thời trang thì nó cũng tầm tầm vậy thôi, nhưng mà khi qua bên đây mình hoàn toàn mình thấy những cái mẫu trưng bày bên đây thì ở bên Mỹ hoàn toàn không còn.
những cái hàng hiệu nổi tiếng đó, người ta không có sản xuất nhiều. Ví dụ nên ta chỉ làm khoảng chừng vài chục cái thôi, không có làm nữa. Thành ra vì lý do đó, người ta dịnh vô cái lý do đó, người ta bán mắc đó. Chứ nếu mà sản xuất hàng loạt ở đâu cũng có bán thì người ta không có bán được đâu. Nó có lợi cái là bởi vì các bạn qua bên này thì các bạn mới mua được những cái đó. Còn nếu mà không qua bên này thì mua cái được đồ tầm trung không. Đó, vì sao tôi mới hiểu là nó bán những cái thứ đồ đó, tại sao nó bán ít. Cửa hàng rất là lớn, nhưng mà hỏi nó nói là cái này là chỉ có trong kho chỉ còn có 3 cái thôi, mà tổng số nó làm đó thì khoảng chừng đối ta 20 cái trở lại mỗi sản phẩm. Mà cái kiểu dáng rất là lạ, thật sự là cái cửa hàng mà áo Pháp hiệu áo Crocodile nổi tiếng hiệu cá sấu đó, nổi tiếng của Pháp ở đây nó bán, mình vô mình thấy nó bán là 170 euro một cái, không hề rẻ, mà không có bán sale bán hạ giá gì hết á, nó bán một giá vậy thôi đó. Mà lạ lắm, những cái đó là mình không có nhìn thấy ở đâu có hết trơn. Đây là hãng xe Renault, xe Renault của Pháp đó. Nó có tham gia trong giải đua F1 đó. Người ta vô người ta xem cái mẫu xe Renault F1, nhiều người đứng ở đó chụp hình lắm. Những cái rào như vậy nè là người ta sửa cái đường metro dưới đó, dưới đất đó, dưới hầm đó. Người ta làm một cái trạm nữa, khi mà chui lên thì nó ngay chỗ này. Mình ngạc nhiên là mình có cảm giác giống như kiểu mà ủa sao mà mình đi trên cái này không biết ngày nào nó có sụp không. Khi mình xuống dưới mình mới thấy toàn bộ một cái thành phố nữa giống như thành phố ở trên này, mà đường metro chằng chịt hết, những cái trạm, những cái ga metro, rồi cái trạm dừng chân đó thì nó có cái chỗ mà nó gọi là chuyển từ cái metro này qua tuyến khác đó. Thì nó có nhiều cái trạm bán vé, nhiều cái tiệm bán đồ nước uống, bánh, thực phẩm nhanh giải khát và đồ lưu niệm, nó chằng chịt ở dưới đó. Mình lên trên này mình thấy nó vậy đó, rồi so ở dưới nó thấy nó chằng chịt. Mà ở trên này thì chằng chịt nhà cửa, ở dưới chằng chịt toàn là đường hầm xe metro với đường sắt. Mới đầu qua mình không có rành cái hệ thống metro, mình cũng bỡ ngỡ lúng túng, nhưng mà sau khi mình rành rồi mình biết rồi, khoảng chừng 5 ngày thôi mình rành cái hệ thống metro rồi thì rất là dễ đi. Khi tới đâu là nó có cái trạm, cái số đó, khi mà metro chạy thì bắt đầu nó cái chốt cái trạm đó, sắp tới trạm nào thì trạm đó sẽ chốt, cái trạm đó nó đầy tên cái nơi mình sẽ đến đó, mình trạm thứ 6, thứ 7 hay gì đó, mình cứ coi theo đó là mình xuống thôi. Ở dưới cái ngay chỗ cái trạm metro nó có cái bản đồ đi tất cả các nơi, mình chịu khó mình dò chút xíu là ra thôi. Ở trên này nó có mấy cái cửa hàng của Ả Rập Xê Út, rồi Nigeria, rồi Nam Phi, nó bán những cái đồ thời trang quá trời đẹp luôn. Những cái thời trang của Nam Phi, cái hình tượng là những hình tam giác mà nhiều màu, nó giống như cái ngọi da đỏ đó, thiệt là đẹp. Một cái áo mà khoác giống như cái áo thun, nhưng mà không phải dải thun, nó là một dải giống như là
giải giải thô đó, nó rộng rộng mà cái cổ trái tim thì mình thấy giá nó bán là 70 euro, giá nó cũng cao lắm nhưng mà cũng đáng mua, là bởi vì hình như mình không thấy cái đâu có trên. Qua bên này nó có những cái quán cà phê rất là lý tưởng, ngồi ở đây mà ngắm là thôi khỏi chê luôn. Ngồi giữa trung tâm mua sắm ngay cái bờ của đại lộ Champs-Élysées. Thức ăn và thức uống ở đây cũng ngon lắm, nhưng mà hầu như người ta không có chú ý tới thức ăn thức uống. Mình thấy là nhiều người ở đó, đó mấy cái người đó ngồi trong nhóm đó. Ở đây là có một cái ban nhạc. Hồi nãy mình nói là mình nghe tiếng nhạc đó, thì đây nè, đây là một cái ban nhạc của những người cựu chiến binh và lính cựu quân nhân của các thời đại, thì người ta có tập hợp ở đây, người ta đi làm một cái diễu hành về quân nhạc. Mình không hiểu là cái lễ gì của người ta, nhưng mà nó có những cái cờ của giống như cờ hiệu của tiểu đoàn, của trung đoàn, rồi những cái anh xin mà nó gắn trên ngực đó của mấy ông già đó, của quân nhân đó, thì mình có nhìn kỹ. Ví dụ như Rosem Batayon, sư đoàn 3 hay gì đó, dạ đại khái vậy, lính chảy dù gì đó. Mà bây giờ thì cái đó là nó đã là quá khứ rồi. Nhưng mà mấy ông này thì cứ họp nhau với 4 ngày một lần, thì cứ đánh trống rồi thổi kèn đi quân hành ở trên cái phố Champs-Élysées này, rất là hay. Rồi một chút nữa thì sẽ thấy có cảnh sát nó Pháp, nó cởi ngựa đi trên cái đường này nè. Cảnh sát Paris nó đi tuần ở trên cái đường này, nó cởi ngựa, nó đi chung với đoàn người mình đi á. Và mình thấy hai nữ cảnh sát mặc đồ rất là đẹp, cởi hai con ngựa. Phải nói là con ngựa đó nó đẹp mà nó lớn, nó to, nó mượt mà lắm. Nó đi giữa cái đám đông này, ai cũng ngó hết, ai cũng chụp hình đó. Thật là tuyệt đẹp. Diễu hành đấy. Trời lúc này thì lất phất mưa, mình cũng phải kiếm cái quán để mình chui vô. Bữa mình gặp bốn bạn trẻ của Thụy Điển, ăn mặc rất là sexy, đẹp lắm. Đi dạo phố mua sắm này ai cũng có, mà người ta tự nhiên ăn mặc hở hang, mà người ta tự nhiên, thành ra thấy nó không có kỳ, nó cứ vui tươi vui bình thường thôi, không có gì hết á. Không có phải mà che giấu hay là liếc ngang liếc dọc gì sợ, không có, rất là tự nhiên, thành ra mình thấy nó không có kỳ. Trên đường đi đến cái cải Hoàng Môn này. Đó, mình cần tới phải Hoàng Môn rồi đó. Ở giữa cái đường Champs-Élysées này nó có một cái đường không cho xe chạy, cái chỗ đó là mình vô mình đứng mình chụp hình được đó.
Thành ra nhiều người vô đó đứng chụp hình lắm, đứng giữa cái vòm của Hải Hoàng Môn vậy đó, một khoảng dài hai bên, xe không có chạy vô đó, cho nên người ta vô đó người ta chụp hình. Còn đây là cái cảnh trước nhà thờ Đức Bà Paris đó, các bạn thấy người ta xếp hàng để ghi danh vô tham quan nhà thờ, nó dài vậy đó, đông vậy đó. Đó, nhà thờ Đức Bà toàn cảnh đó. Cái ông này ổng ổng nuôi chim bồ câu đó, rồi ổng bán thức ăn mình mua mình cho chim bồ câu nha. Mình không có hỏi là bao nhiêu tiền. Đây là một con phố mua sắm này, cũng thuộc cái bờ, dọc cái bờ sông Sen. Khoe đường Montebello. Ngồi ở đây quán cà phê đây mà nắm thì thôi tuyệt vời. Nó ngay cái trục lộ chính đi qua cái cầu này, đi qua cái cầu là bên phía tay phải là nhà thờ Đức Bà. Khi mình đi ở trên cái phố này đó, mình nghe đủ thứ tiếng hết, kể cả tiếng Việt cũng nghe luôn. Mà cái tiếng Việt đó, một ai nói tiếng Việt mà rất là xa mà cũng lọt vô tai mình đó. Mình nhận ra có người Việt là mình cứ giáo giác tìm. Mấy kiosk bán đồ lưu niệm đó, nằm ở trên bờ sông Sen đó. Tàu du lịch chính ở trên sông Sen đó, nó chở người đi tham quan dọc sông Sen đó. How many? 100 euro? 200 euro? No. Over 100, a little bit. How many? 300? No. 500? No. Less? Oh, 10 euro, 10 euro. Oh, no, 10 euro. No, this is not 10 euro, man. Which are kidding. 300, 400. Yeah, I know this one. $10. He said $10. Một cái là 3 euro. Một canh là 3 euro mà 4 canh là 10 euro.
7 euro 50. Áo này 10 euro. Này là chỗ này là nhiều khi giá này cũng không có thoải mái lắm đâu, nhưng mà mua souvenir thì phải mua, cái giá thì cũng không thoải mái lắm. Các bạn biết là những khu như thế này thì giá cả nó cũng không có được rẻ, mà tương đối thôi chứ không đến nhiều, không đến nổi. Cái đó cũng đẹp chứ ha, mấy cái hình tròn cổ rất là đẹp. 4 euro 3 cái thì 10 euro, một cái thì 4 euro. Yes. 5 euro. What is that? It's for the Japanese. Coi chừng. Okay. Coi chừng. Where are you from? Texas. Đây là hai cô gái mà là for what? Người à. Các bạn. Tôi đã kể các bạn hai cô gái này. Dân lừa đảo đường phố chuyên nghiệp đó. Nice to meet you, young. Thank you. What is it? Vietnam, very nice. Come on. Postcode là... 2 euro. You're here to support donation for handicap for deaf mute. Cho người mù á. Anh có cho nếu anh mới change back 10, 20 euro, how much you 10 give? 10 đồng này được rồi. Cho nó 2 đồng á. Change. Give it 20 euro change back. We have a change. Give it 10 change back. I don't want to carry it. We have a change. Cho nó 2 đồng. Oh, here is 20 euro, 20, 20, 20. No. No, I just have a two. No. Còn đây là cái phố bán thức ăn ở đường Avenue Dupree. Ở đây tôi thấy ở đây là phở quà Baxter đây nè. Nhưng mà thật sự là thất vọng, phở thì quá dở và nhân viên phục vụ thì cũng không giống ai hết. Bởi vậy tôi không biết có phải là phở quà thiệt hay là phở quà giả mạo hay không. Bởi vì phở quà ở Baxter mình đã ăn nhiều rồi, mình biết ở đây nó hoàn toàn khác. Kêu tô phở ra rồi nhìn ngồi ăn 2-3 cái đũa là xong mình bỏ. Người phục vụ rất là kém, người ta làm như không có quan tâm cái khách đến ăn vậy đó. Ngồi chờ lâu lắm người ta mới tới hỏi, mặc dù là người ta thấy mình vô, người ta nhìn mình vô mà người ta không hỏi. Không biết là ở đây là quà giả hay là quà thiệt. Các bạn nào biết là phở quà có chi nhánh hay không, có chi nhánh bên Pháp, comment mình ở dưới nha. Mình không biết. Thấy đây là phở quà Baxter. Những cái quán cà phê mà ngồi lề đường nghe rất là phổ biến ở Paris. Việt Nam mình ngồi cà phê vỉa hè là y vậy. Bởi vì cái nét văn hóa của Việt Nam và Pháp nó giống nhau đó. Ở đây thì có tất cả những cái quán ăn mà của Việt Nam nổi tiếng. Nổi tiếng thì nổi tiếng tên tuổi thôi, nhưng mà ngon thì mình không có biết nha. Chứ mình thấy là bên Pháp này nó bán là thua xa ở Việt Nam đó. Quán gì quán, bánh cuốn hay là phở hay là mì, tất cả gì đều thua xa ở Việt Nam. Quán nào cũng thua hết.
nhưng mà nó lấy tên thì vậy đó, mình không biết là đúng hay sai nữa. Mình đang đi bộ trên một cái phố là người ta bán cái sim cạc đó, sim cạc điện thoại đó, y hệt như cái phố mà phố bán sim cạc ở đường 3 tháng 2 quận 10 gần với đường Nguyễn Tri Phương và cái trường đua Phú Thọ đó. Tiệm nó bán sim cạc nối nhau nhỏ nhỏ vậy đó, cũng nạp tiền rồi cũng bẻ khóa, cũng mở máy gì đó, đủ hết, nó dịch vụ giống y hệt bên Việt Nam nữa. Ví dụ điện thoại đó thì các bạn khi qua Pháp đó nha, các bạn phải cái máy các bạn phải là bản unlock, tức là bạn không có bị khóa thì mới không gặp rắc rối. Các bạn qua đây mà xài cái máy mà bị khóa là nó rắc rối lắm. Bạn phải đưa người ta unlock, mà unlock như vậy mở khóa, mà nó mở khóa khoảng chừng 2 ngày. Nhưng mà mình đi chơi thì mình đâu có thời gian đâu, thời gian mình đợi tới 2 ngày mình quay trở lại mình lấy. Và giá cả thì cũng hơi mắc một chút. Chứ nếu không có bẻ khóa thì lại đút cái sim card mình bắt mình đâu xài được. Mình bị rồi. Sau đó sau cái vụ này là mình không có xài cái máy điện thoại mà hợp đồng với lại nhà cung cấp dịch vụ nữa. Mình mua cái máy mà nó bản gọi là bản quốc tế đó, không có bị khóa, mà giá nó thì giá mắc, phải vậy thôi. Ở đây mà đi đường mình thấy người Việt đó, mình hỏi người ta nhờ giúp đỡ người ta giúp hết, tử tế lắm, rất thân thiện. Hồi đầu mình mới qua đó mình bị lính quýnh bối rối, dù mà sim card gọi không được, không có gọi ai để tới phi trường thông báo được, rồi hẹn đi chơi cũng không có làm gì được hết trơn. Mình nhờ cái các bác đó trên đường đi bộ, bác chỉ rất là tận tình, bác chỉ là mua cái vô cái quán cà phê mua cái sim mà nó gọi là Lyca Mobile đó. Ở bên này thấy xài cái hiệu Lyca là nổi tiếng, giống như Việt Nam mình thì nó xài cái Việt gì đó, Mobifone với Việt gì đó, quên à, Viettel. Thì ở bên đây nó là Lyca. Mua cái thẻ nạp vô 5 euro là nói chuyện được bao nhiêu phút đó. Nhưng mà với điều kiện là máy các bạn phải là unlock nha, tức là máy phải mở khóa, chứ máy mà bị khóa là không có xài được. Chào các bạn nha, hẹn các bạn trong video kế tiếp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt.